mừng quý vị và các bạn đến với Bản tin Y tế ngày 19 tháng 2 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Công ty Pháp bị buộc tội do bê bối giữa bột nhiễm khuẩn Salmonella. Bã thức ăn hơn 20cm trong dạ dày khiến bệnh nhân suy kiệt. Đi khám vì nút vướng, cô gái bất ngờ với kết quả ung thư. Bạn học chọc chìa khóa vào đầu, bé trai bị vết thương sọ não phức tạp. Liên tiếp thông tin nữ sinh mang thai, những con số báo động. Phí đóng bảo hiểm y tế tăng từ mùng 1 tháng 7. Ngày 18 tháng 2, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có thông tin liên quan đến công ty Lactalis Pháp bị cáo buộc hình sự do sản xuất sữa công thức trẻ em bị nhiễm Salmonella Agona. Trước đó, ngày 16 tháng 2, công ty sản xuất thực phẩm Lactalis cho biết hãng đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Trong đó, hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức nhiễm khuẩn đường ruột Salmonella. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế ngày 18 tháng 2 đã có thông tin liên quan đến công ty Lactalis Pháp bị cáo buộc hình sự do sản xuất sữa công thức trẻ em bị nhiễm Salmonella Agona. Theo Cục An toàn Thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm trên được Pháp phát hiện từ năm 2017. Từ thời điểm đó, Cục An toàn Thực phẩm đã kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin liên tục cho người tiêu dùng, đồng thời có những biện pháp thu hồi và ngăn chặn các sản phẩm nhiễm khuẩn vào Việt Nam. Đến nay, sau 5 năm điều tra, theo thông tin nhận được, công ty Lactalis đã bị công tố viên cáo buộc hình sự theo quy định của nước sở tại. Vào cuối năm 2017, nhiều trẻ sơ sinh ở Pháp được chẩn đoán bị ngộ độc khuẩn Salmonella sau khi được cho uống các sản phẩm sữa, chủ yếu là sữa Milumel và sữa Picot của công ty Lactalis sản xuất tại nhà máy Craon. Cụ thể, trong vòng 3 ngày sau khi được cho uống các sản phẩm sữa bột của Lactalis, 36 trẻ sơ sinh đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn Salmonella. Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng báo cáo các trường hợp bị nhiễm khuẩn đường ruột. Vào thời điểm đó, Lactalis thừa nhận rằng các sản phẩm sữa bột của hãng cung cấp ở hơn 80 quốc gia khác đã bị ảnh hưởng. Tháng 1 năm 2018, Lactalis đã thu hồi toàn bộ lô sữa bột sản xuất tại nhà máy Craon, ước tính hơn 12 triệu hộp. Lactalis cho biết lô sữa nhiễm khuẩn được sản xuất vào nửa đầu năm 2017. Ngày 17 tháng 2, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phát hiện dị vật là khối bã thức ăn lớn dài khoảng 20cm trong dạ dày khiến nam bệnh nhân mệt mỏi, nôn nhiều, cơ thể suy kiệt nặng. Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành gấp một dị vật lớn từ dạ dày của một nam bệnh nhân. Được biết, bệnh nhân là M, sinh năm 1960, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, nhập viện với các triệu chứng mệt mỏi, nôn nhiều, cơ thể suy kiệt nặng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng. Quá trình nội soi nhận thấy thực quản và dạ dày bệnh nhân có nhiều dịch thức ăn, ứ động, viêm trào ngược dạ dày. Các bác sĩ đã phát hiện dị vật thức ăn lớn dài khoảng 20cm. Đây là nguyên nhân chính gây hẹp môn vị. Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ khoa nội tiêu hóa, huyết học lâm sàng thực hiện các biện pháp làm sạch dạ dày. Dị vật lớn là khối bã thức ăn đã được đưa ra khỏi dạ dày qua đường miệng. Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định sau khi được làm sạch dạ dày. Qua trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Duy Thạch, trưởng khoa nội tiêu hóa huyết học lâm sàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng trong khi ăn uống, nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh thức ăn dai, gân, da, thức ăn khó tiêu hóa, không nên ăn quá nhiều đồ ăn có chứa chất chát. Việc ăn với lượng lớn trong thời gian dài, khối bã thức ăn sẽ dần tích tụ, gây tắc ruột, ảnh hưởng đường tiêu hóa. Đồng thời nên uống đủ nước, tập thể dục đều đặn giúp ruột được kích thích, dễ dàng co bóp và lưu thông tốt. Khi nghi ngờ đã nuốt dị vật hoặc cảm thấy các triệu chứng khó chịu ở đường ruột, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế để được điều trị can thiệp kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trong ăn uống, theo đó nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh thức ăn dai, gân, da, thức ăn khó tiêu hóa, không nên ăn quá nhiều đồ ăn có chất chát. Việc ăn lượng lớn trong thời gian dài, khối bã thức ăn sẽ dần tích tụ, gây tắc ruột, ảnh hưởng đường tiêu hóa. Nên uống đủ nước, tập thể dục đều đặn, giúp ruột được kích thích, dễ dàng co bóp và lưu thông tốt. Khi nghi ngờ đã nuốt dị vật hoặc cảm thấy các triệu chứng khó chịu ở đường ruột, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế để được điều trị và can thiệp kịp thời. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Nuốt vướng, khó chịu ở cổ họng là dấu hiệu thường gặp do bệnh lý viêm họng gây nên. Thế nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì lại là cảnh báo bệnh lý nguy hiểm không được chủ quan, thậm chí có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Bệnh nhân nữ MC, 24 tuổi, trú tại Phú Thọ, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương với triệu chứng nổi u vùng cổ kèm theo đau rát họng, nuốt vướng nhẹ. Theo C, triệu chứng này mới xuất hiện trong thời gian ngắn, vì vậy cô nghĩ mình bị viêm họng.
Thông qua kết quả thăm khám và các cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện thùy phải tuyến giáp của chị C có nhân kích thước 7x6mm. Bệnh nhân được chỉ định chọc tế bào, kết quả nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống bình thường. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể nói rõ tiếng, không tê bì tay chân, vùng mổ ít đau. Theo bác sĩ Tùng, ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh thường gặp ở vùng đầu, mặt, cổ, cả nam và nữ giới. Bệnh không có dấu hiệu rõ ràng nên âm thầm di căn đến nhiều bộ phận khác. Khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn. Bệnh nhân chủ yếu phát hiện tình cờ trên siêu âm hoặc chụp CT khi đi kiểm tra sức khỏe. Đôi khi bệnh nhân tự phát hiện thấy u ở vùng cổ khi soi gương, đóng khuy cổ áo hoặc đeo dây chuyền. Một vài trường hợp có biểu hiện đau cổ, hàm hoặc tai. U phát triển có thể chèn ép vào thực quản hoặc khí quản gây ra cảm giác nuốt vướng, khó thở hoặc cảm giác mắc ở cổ họng. Ít gặp hơn, bệnh nhân có thể bị khàn tiếng do u chèn ép vào dây thần kinh điều khiển giọng nói. Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo chị em nên đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra tuyến giáp, tuyến vú và phụ khoa để tầm soát phát hiện ung thư sớm, tránh gặp tình trạng phát hiện bệnh khi đã quá muộn. Tiếp tục thông tin đáng chú ý khác. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị vết thương sọ não phức tạp. Trước đó, bệnh nhi đang chơi đùa cùng bạn học tại lớp học. Trong lúc không để ý, bị bạn dùng chìa khóa chọc vào đầu. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị vết thương sọ não phức tạp. Theo đó, bệnh nhi NBTC, 14 tuổi, trú tại Đông Sơn, Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi có đáp ứng nhưng trả lời không đúng. Bệnh nhi có 2 vết thương vùng thái dương, mỗi vết thương kích thước 5x10mm đang rỉ máu. Mẹ bệnh nhi cho biết, bệnh nhi đang chơi đùa cùng bạn tại lớp học. Trong lúc không để ý, bạn dùng chìa khóa chọc vào đầu. Sau đó, bệnh nhi thấy đau đầu và phát hiện có vết thương chảy máu. Nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và đưa bé đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Sau khi chụp phim CT sọ não, có hình ảnh vỡ xương sọ, máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng trong não thủy chắn trái. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất chẩn đoán vết thương sọ não với hướng xử trí là mổ cấp cứu. Thạc sĩ bác sĩ Dư Văn Nam, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật chia sẻ: ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhi được tiến hành hồi sức, mổ cấp cứu. Ekip phẫu thuật đã tiến hành cưa xương sọ, lấy máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não và đặt dẫn lưu. Đây là một ca phức tạp, nặng và cần theo dõi sát sao toàn trạng. Sau một ngày được điều trị và chăm sóc, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Sau 11 ngày, bệnh nhi được xuất viện và không có di chứng gì. Theo bác sĩ Nam, chấn thương, vết thương sọ não ở trẻ em có thể gây ra những di chứng nặng nề, thậm chí là có thể tử vong. Do đó, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần cẩn thận và lưu ý phòng ngừa trẻ bị té ngã và chấn thương. Theo các bác sĩ, chấn thương vết thương sọ não ở trẻ em có thể gây ra những di chứng nặng nề, thậm chí có thể tử vong. Do đó, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần cẩn thận và lưu ý phòng ngừa trẻ bị té ngã và chấn thương. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, liên tiếp những thông tin về các bé gái lớp 5, lớp 7 và lớp 10 mang bầu, sinh con, thậm chí là mang song thai, điều khiến các bác sĩ sản phụ khoa xót xa và ngỡ ngàng là không ít trường hợp được đưa đến khám thai vẫn vô tư, thản nhiên và không biết đến hệ lụy của việc mang thai ở độ tuổi này. Các chuyên gia nói gì về thực trạng này? Theo báo cáo mới nhất công bố cuối năm 2022 của Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế giai đoạn 2019-2021, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 ca phá thai. Số ca mang thai tuổi vị thành niên từ 15 đến 19 tuổi chưa có xu hướng giảm trong những năm gần đây, chiếm khoảng 2,5% đến 3% tổng số phụ nữ mang thai. Mỗi năm có thêm 3.000 ca phá thai ở độ tuổi vị thành niên. Số liệu này được cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế tổng hợp từ báo cáo của các địa phương và không bao gồm các cơ sở y tế tư nhân. Số thực tế có thể cao hơn nhiều, đó là bởi ở Việt Nam, hơn một nửa số ca phá thai được thực hiện ở những cơ sở công lập, hơn 40% được thực hiện ở những cơ sở tư nhân. Theo điều tra này, khoảng 22-28% thanh niên từ 15 đến 24 tuổi có quan hệ tình dục trong 12 tháng qua. Tỷ lệ nam thanh niên quan hệ tình dục trước 15 tuổi là 0,2%, trong khi đó ở nữ giới là 0,9%. Cái việc chúng ta nắm được những thông tin như vậy, tôi nghĩ là những kết quả nghiên cứu như vậy rất là quan trọng và chúng ta phải có nhiều những kết quả như vậy hơn nữa để chúng ta có thể thiết kế những cái can thiệp sớm, chẳng hạn như là trang bị những kiến thức về giới tính, về tình dục, về sức khỏe tình dục sinh sản cho các em. Và những cái can thiệp này, những cái giáo dục về những kiến thức này càng sớm càng tốt, giúp cho các em có những cái bản lĩnh, có những kỹ năng để mà trì hoãn cái quan hệ tình dục sớm. Và
và bước vào quan hệ, chỉ bước vào quan hệ tình dục khi mà các em đã thực sự là sẵn sàng, khi mà có đủ kiến thức, khi mà có đủ những kỹ năng để mà tránh được những cái hậu quả đáng tiếc. Theo các bác sĩ, sinh đẻ ở độ tuổi càng thấp càng làm tăng các nguy cơ cho mẹ và thai nhi như sảy thai, nẻ non và các biến chứng khác, trẻ nhẹ cân, suy hô hấp. Bên cạnh đó, làm mẹ sớm cũng khiến các em có nguy cơ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý. Trong khi phá thai, đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ tuổi, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, trở ngoài tử cung và vô sinh. Thứ nhất là cái ở với những cái trẻ nó vị thành niên như thế thì thứ nhất là về tâm sinh lý nó cũng chưa thể đảm bảo để làm mẹ được. Đương nhiên nó bắt buộc cái việc nó xảy ra thì bắt nó làm thì nó phải làm thôi. Cái thứ nhất là về thể chất nó cũng chưa thể hoàn thiện. Ví dụ như cái khung chậu của người mẹ, nó có thể là nó chưa phát triển đầy đủ, cũng giống như là cái kiến thức về sinh sản. Những cái đứa trẻ vị thành niên như thế nó cũng không thể có cái kiến thức để mà nuôi con cho nó tốt được. Thứ hai nữa là trong quá trình sinh nở, vì chính là công thức giải phẫu của nó chưa hoàn thiện để làm mẹ nên có thể trong cái cuộc đẻ nó có thể tai biến. Cái thứ ba nữa là trong cái quá trình mang thai nó không hiểu biết gì về cái kiến thức mà nó che giấu thì nó có thể là dù những cái vi chất cho trẻ, ví dụ như viên sắt hoặc canxi hoặc những cái nguyên tố vi lượng cho trẻ nó không đầy đủ, có thể đứa trẻ nó bị thiếu hoặc nó chậm phát triển, hoặc là nó có thể nó có một số những cái biến cố, ví dụ như loãng xương hoặc là còi xương sinh dưỡng về sau này, cái biến chứng về sau này. Mức lương cơ sở năm 2023 sẽ chạm mốc 1,8 triệu đồng một tháng vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đây là tin vui cho tất cả người lao động trước những biến động tăng không ngừng của giá cả thị trường. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động và hộ gia đình cũng tăng theo. Theo Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm y tế được tính bằng 4,5 mức lương cơ sở hoặc lương hưu hay trợ cấp thất nghiệp. Nếu theo hộ gia đình, người thứ nhất đóng như mức trên, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70, 60 đến 50% mức phí của người thứ nhất. Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức của người thứ nhất. Hiện, mức đóng bảo hiểm y tế theo gia đình theo tháng là người thứ nhất 67.050 đồng, người thứ hai 46.935 đồng, người thứ ba 40.230 đồng, người thứ tư 33.525 đồng, người thứ năm 26.820 đồng. Từ ngày 1 tháng 7, các mức trên sẽ tăng tương ứng là 81.000 đồng, 56.700 đồng, 48.600 đồng, 40.500 đồng và 32.400 đồng. Như vậy, khi tăng lương cơ sở, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất tăng cao nhất, thêm khoảng 14.000 đồng trên một tháng, người thứ năm trở đi khoảng 6.000 đồng trên một tháng. Từ năm nay cũng có nhiều thay đổi về bảo hiểm y tế, như người thân nhận hộ thẻ không cần sổ hộ khẩu, một số nhóm có thể đăng ký mua thẻ qua cổng dịch vụ công. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!